Nhâm Tú bắt trước, Tú bắt chuột xin chào đại gia đình thân yêu mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hậu ơi. Chào cả nhà. Anh ba về với thay đồ cả nhà. Em mừng chắc gắn công chuyện rồi. Thì lúc trước anh em cũng làm được một tỏi đâu, tỏi đâu, đem tỏi lại với nhau chuột. Đây. Chuột béo béo không cả nhà. Đó, bây giờ bữa nay mình sẽ làm cái món này dữ dằn lắm nha cả nhà. Dữ dằn hơn dữ dằn nữa nha. Hơn. Bữa nay có tương chào anh mừng nha. Chào cả nhà. Lớn được hả? Vừa hả? Vừa ăn đó. Vừa. Bữa nay mình sẽ kho tương nha cả nhà. Chuột béo như vậy thì kho tương thì nhất cái nách. Mở nè. Đúng không? Thêm không? Đưa đây. Mở. Tẩu ra thao hở ớp luôn hay gì? Chào anh ba nha. Tẩu ra nha đi. Chắc nước quá. Ừ. Mình ướp nhiều dữ à. Trời ơi, 2 ký mấy chứ không ít đâu. Nhà mình có nước bào không thằng? Có. Ôi trời, có 2 ký mấy, 3 ký lô ít đâu. Nhiều lắm chứ, từ tội tương đâu, tương đâu, tương đâu. Tương mình thì sao kìa. Anh bà ba xách bình tương lên. Bình tương bình tương. Mình ra rồi, 2 ký xả không? 2 ký mấy à? Xả đi. Ăn lắm. Ở đâu trời? Xả. Chạy xe vào bánh rồi, bên cái nền bộ ngang nhà tính. Đó tôi quá. Cho nên mượn nhóc bánh này, cái này mình đâm không, đâm không khỏi cũng được, mình kho mà có, mình cắt nước vô đó, cái mình nghiền 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 hàng thêm đó sẹo hả phải nước nhóc nhóc đó trời, đây mình thấy nè. Ê tương mình có màu không nha, trời để vô miếng sao đâu nó đỏ. Ok bên kia thì anh Mừ với anh ba đang nuôi cua nhóm lửa. Cái bếp huyền thoại này cũng lâu lắm rồi mới làm lại cả nhà, từ khi anh Mừ theo anh em mới sửa sang cái bếp này lại. Cái lò lại mới sử dụng này phải không? À, lò bể mẹ rồi. Chào anh Năm nha. Năm quét nhà cả nhà ơi. Kho tương cơm hả? Cơm. Cơm vô nhà vô bắt đầu cơm chưa ta? Cơm chứ không có nhậu. Gặp như như vậy là được rồi. Có cái dừa này quay vô thêm đẹp lắm ha. Cái dừa đó hả anh? Tại cái dừa đó em trồng 16 năm rồi đó mà mới được ba lớn đó. Đập vậy nhiều nhiều nó thấm vô chuột đó cả nhà. Có ớt này không, có bay ớt chứ. Mình ba đi bay ớt rồi. Mình xài ớt cái này mắc mỏ mình ăn ớt hiểm không à cả nhà ơi. Mắc chưa? Tỏi rồi không chưa? Tỉnh rồi. Lẹ lẹ tay lên Tú ơi, lặn nhúng lửa cháy dữ lắm rồi kìa. Đói bụng hả? Đâu có, đem tỏi xả lại đây. Thôi nó cũng xanh nó cái này đang đói bụng chứ. Mình ớt sơ cái nhà. Quá ngon. Làm ăn con trước à. Đâu? Thử con hổ. Thử con trước rồi Tú ơi. Làm đi. Ô kỳ lớn thì ăn trước ớt đi. Ớt vô nồng lắm rồi Tú à. Dạ. Đâu nồng anh? Lớn thì ăn trước đi, nhỏ ăn trước kỳ lắm. Quá quá tăng tốc rồi, tăng tốc rồi. Quá đúng rồi. Cứ được rồi. To to mới ngon. Xuống dưới bán cho dừa. Đâu? Dừa nhà chứ. Có không? Có. Có nước dừa còn gì bằng nữa. Đúng rồi. Lấy. Nè. Cầm với nhau không? Gạt nhau thôi con đây ớt đi. Được rồi. Ướp hả? Ừ. Để hồi gần chín mình để được vô. Đưa miếng hả này. Cái đó hồi gần chín mình để vô. Rồi ớt này vô đây đi. Nè. Chưa đâu nó sôi ngột rồi chưa. Để gì vậy? Lắm. Chưa. Một cái thủ không? Có không? Chưa. Cho vàng hả? Chuẩn bị sẵn, lấy khác.
xác có đồ nhất đây sợ gì. Dưới gió thơm dưới thấm thơm à. Không, mình đợi khoảng chừng nửa tiếng thì nó thấm qua. Cũng thấm phải nhắc nào xuống. Gì đó. Vô, chú chặt cái dừa vô thao nha. Đúng rồi. Được không? Cái này mình chín cho chấm rau gì thôi. Đủ thứ, chấm chấm rau gì chấm. Này có rau tập vàng mà giống cái ha. Hàng luộc á. Mà nhắn lòng hái còn không hả? Còn. Đó. Từng món đó, chú luộc đó đi. Ừ. Muốn tàu đó, hái còn thịt. Còn. Còn luôn. Đó, luộc luôn. Cải sớm chợ mình đi mua còn thịt. Còn luôn. Cái này vừa dạ mày mua sớm còn không ơi, vừa thôi. Còn luôn. Còn đâu? Đó. Cả nhà thấy rồi đó, giờ chặt dừa hay đâu chưa? Ngày xưa ông bà ta chặt dừa bằng dao. Hôm nay Tú tôi xin chặt dừa bằng tay. Tung cái dừa lên cao 3 mét, dồn nội công vào lòng bàn tay, chưởng cái dừa bể một cái bập. Mà trái dừa không bể, mà cười bể bụng. Coi kỹ lại bể cái gì. Đặt cái dừa vô cái đầu á. Bể gì. Rồi, quá hay luôn, dừa ba dao. Chạy ngoài chân kìa, chạy ngoài chân kìa. Sắp xuống, chạy ngoài. Tôi để ý nấu cái này lần nào á, gió muốn bay cái lọ xong luôn á. Vớt xuống đổ cái gì chàm ăn nè. Đó, hồn trời cái dừa mà. Mấy cái dao nhá nhá giờ trước chút á. Không có cái đâu dừa này, có cái đâu. Ôi giời ơi, cái có quá. Đặt mày không. Ồ, cái đằng hồi mày ăn à. Ngon quá. Chốt đơn luôn. Thêm nước không anh mời? Nước gì vậy? Nhiêu được rồi. Không đủ. Đủ. Nấu tới chiều mới nhiêu. Nước cái dừa. Không dừa. Cái chốt này mình kho lâu chừng nào mình ăn ngon chừng đấy. Không bây giờ để nước vô sao mà ngon. Ít quá. Làm cái gì vậy? Mấy ông dừng cái gì dữ hả? Nấu cái bánh kem hay vậy? Ừ. Nấu bánh kem rồi hôm qua để lâu quá nay nấu rồi. Không không lại. Bánh kem còn cả. Thằng ơi cái đưa đùi ở trong thiếu thiếu rồi thằng. Cạp ăn báo. Cạp ăn báo. Bánh kem này bánh kem này cạp ăn. Rồi. Bánh kem còn dính. Lấy đồ múc hay gì để ăn cái gì? Để lấy cạp cho phóng mỡ hay gì? Thôi đổ nước vô được đó chưa đó nha. Chưa. Giỡn cái nữa mới đổ vô. Trời này trời. Vậy cũng được nữa trời. Trời. Bánh kem chứ có gì đâu mà. Kem cái gì đâu không được nè đó. Ôi ôi ôi. Ôi. Để làm. Không. Ôi. Ăn uống gì chiêu. Chét vô lô mũi nó. Sàng thao nước này mà. Nước dừa. Cho nó cho đó. Cho sắc sắc mới được, nó còn đỏ nè. Nó thấm vô đây, thấm tương vô đây. Cho nước nhiều lắm cho nó sắc cái hồn. Bọn vô chú. Dạ thôi đừng đựng đầy nữa. Kìa. Ăn bánh kem thiệt không hổ? Bánh kem mà cả nhà ơi, cánh bánh kem anh rồi. Bánh kem anh rồi. Ngán. Em ngán nè. Không có bánh kem qua anh Hoài mua ngon không? Dữ lắm ngon. Ngon. Mình làm ơi bánh kem ngon. Nó vừa vô nha. Mình nấu cái món này cũng nhiều thì ngon cái gì. Sắc thành phần thì gồm có tương, dừa, đậu phộng, xả ớt. Đậu phộng, xả ớt. Tương mà khỏi nước màu chút nữa sắc xuống đỏ à.
nãy có ốp miếng vô rồi. Tại tương bây giờ nó không có màu như đó anh mừng. Từ từ ha. Cho. Cho. Em ạ. Quá ngon, quá hấp dẫn anh em ạ. Bể nấu cơm à. Chính là cả nhà, cái này nấu khoảng chừng tiếng đồng hồ nha. Vô dán món xuống. Để ý rồi đó. Ý rồi hả? Món là cái tô nhỏ đó. Nằm chỗ này ngon cả nhà. Chứ đích. Món cơm mấy này ăn ngon lắm em. Sợ cái món là bể cái nồi cơm luôn. Bể cái nồi cơm luôn. Bữa nay anh em mình ăn cơm rồi cả nhà, không có nhậu. Lấy đậu phộng lên. Rồi. Một tô. Hai nắm luôn. Ăn hết cái múc nữa cho nó nóng. Giá rồi. Rồi, con cục nhỏ chắc nó thấm. Ừ. Nhỏ nhỏ. Rồi, đi bán. Ăn bưng tôm nha. Lên đi cho anh ngủ chưa? Để thao thao cho anh rửa đi. Thao rửa đi. Nãy không lấy gì hết chấp cho. Chơi đi. Cơm anh em ơi. Cơm. Ngủ báo rồi không? Ngủ quanh nồi cơm đi. Qua bên bán nha. Qua bên nồi cơm kìa. Ngồi ăn chút đi. Ăn đi anh Lợi, vô đi. Vô. Mời cả nhà ăn cơm. Mời nhà ăn cơm. Cơm ở nhà ơi. Mời nhà ăn cơm. Nhà ăn cơm. Tiến ơi, dạ ăn chỗ, chỗ kho tương ơi Tiến ơi. Kinh bận ơi. Chỗ kho tương. Để đồng hồng vô thơm đi nhà. Để đồng hồng với chuột. Nó về thành chuột mình chết không đứa nào bắt chuột. Lấy cái áo bận vô rồi ăn luôn. Okay. Bận chuột dưới rồi. Dưới rồi đây. Cơm không có đúng không? Cơm nè. Cơm cả nhà ơi. Khỏi tốn điện. Nó quà. Tính ghê nè.
mời cả nhà cái đồ chuột nha. Ăn cơm anh hai, chị hai ơi, ăn cơm anh Giang ơi. Cái gì có ăn một đoạn không Lâm? Có. Ở đây có ai ăn đó không được không? Nghe nói một đoạn không biết giặt hay gì cả. Bình thường. Mì tô. Bữa đi. Bữa nè, bữa nữa. Bữa giờ không ngon. Kính giờ. Tối hồi nó chết vậy mà anh mời. Ở đi. Có phúc chuyện sợ gì có không, có chơi luôn hết lắm đầu hết con nắp hai cái nó cộng vô. Cộng rồi chỉ có mắm vậy thôi, mắm vô nó mắm cái lên nó ép vô vuốt chơi ngang cái rồi lấy ra thì hết hơi nắp liền rồi nó chuyển sang là hôi mắm ngay cả nhà. Với con rau nhiều cũng ngon ha. Nhiều rau mẹ ha. Ăn hết không mà đòi đó. Vậy có chút mát là ướt nữa. Phao vậy mà còn ướt nhiều nữa, ăn rất nhiều. Đó. Qua đây nè. Con không mà. Mừng sinh quan đạt. Bữa nay anh Thanh không nhắc tiếng rượu, được. Tiếng gì chứ nè. Rượu bia vô hả? Ngán rồi Thanh. Chữa cái bọn bự cho anh kìa. Nãy hứa rồi mà. Anh Giang diêm mình tới nay Thanh ơi. Nãy giờ tôi ăn bên đây lỡ rồi. Chén nhỏ quá, gầu gấp bữa nay. Ngon. Quá ngon. Bữa nay chặt bể nồi cơm nè ba. Đi ngồi chữa cho anh lùi quá. Ừ. Cho tôi mua con bọng luôn. Ủa đồ đồ, đồ bọng gì cũng dứt hay là láng nha hổ. Con nào nhỏ nhỏ mềm mềm là làm được. Gãy ra. Cũng ngon nguyên căng mà. Lòi hoa phường ngon quá. Mình đổi món gì đó nó không ngán. Này đổi đi. Để lắm cho nó. Này mà có anh Tiến về một cái kho tương của này chịu gì nói anh Tiến rồi. Phải kho tương lắm hả? Cũng vô luôn. Anh Thanh. Anh Tiến. Anh Hùng. Anh Hùng món chậu. Đúng hả? Ừ. Vô anh Phương ơi. Vô anh Phương mới được. Anh Phương mới được. Anh Phương chồng khóc. Vô anh Phương ơi. Ủa anh Hồng. Anh Hồng đó. Anh Hồng với anh Phương. Em quất luôn nha, em ăn giùm luôn nha. Chết luôn rồi anh Phương. Vậy là đâu lũ anh Hồng đi bắt vô được. Anh cũng đi mình đi. Thường mà không ấy hả? Không ăn. Chuột hoa tương anh Giang ơi. Mời anh nha, con em quất luôn ạ. Cái nhỏ. Cái này lâu bay một bữa là nhiều chưa làm món này hả ta? Lâu lắm.
cho nó mềm. Có ăn cơm hả rồi. Có nhỏ nhỏ như. Dành hết thì không hết thì dành trơn cái gì vậy? Dạ. Một tháng. Lực trước luôn. Tụi em không muốn làm chi cả, chưa gặp cho anh tới nãy, anh chưa gặp cái gì. Ha ha ha. Tụi chi cả. Em miếng lên bạc dở quá ăn nè. Vậy mà cũng được quá ha. Thành mới ngon quá ngon. Quá ngon quá ngon. Trái dưa leo kìa. Để trái dưa leo kìa. Để thời dưa leo đó. Đúng không? Thôi. Có luôn hả? Hay là tôi bên đây? Cái gì? Tôi muốn. Cái gì? Con nhỏ mà. Trời ơi. Quá trời đồ. Tư quậy hả? Tư quậy hay vậy? Tư quậy hay vậy? Ớt ớt nhỏ ăn ớt ngon hơn ớt ớt bự chứ ha. Trời ơi, quá bự ăn cái này. Đâu rồi, nhỏ để ra hết rồi. Để bự như chết. Con này ra bới đây. Nó nhiều lắm rồi. Nhỏ quá heo quá. Ớt nó trong cái to, một cái to. Đố đội từ vừa đi chín bé về đây nè. Đổ vô cái thau. Bứng lỡ rồi hả? Bứng lỡ chết nó quất cục trà bá vậy đó. Bứng lỡ? Gãy chết rồi đó. Ngay mùa mưa à. Chết. Ớt điểm có chậm lắm hạ mọc vậy đó. Bứng lờ mờ lại chết. Bụi rồi nhóc cho không ăn rồi trời. Còn hả không? Múc thêm ăn. Để từ từ. Còn không hả? Mối đó nằm đó không thấy. Thấy rồi bơi, nãy giờ không thấy này thấy rồi đó bơi. Nó ăn dưới được này nè. Mối đó. Nè, ăn cho tôi ăn à. Ăn, ăn nha. Mình nhường cho em ăn đó. Mặn lắm. Vừa ăn. Mặn lắm anh. Mặn. Ngon rồi. Con mọi người cũng ngời nữa. Rồi lỡ ngày đang làm sao? Phải ăn. Ăn khóc. Đấy. Cục này kho tương vậy ăn cũng như kho mía trời. Ừ. Nút cái cỏ cái xương không có nha. Trời trời. Dạ. Táp trên tay luôn ní. Nãy giờ mình cho ní ăn đàng hoàng mình ní. Chưa bỏ nghe không, còn sao không được à. Cây cải nó mới cay. Cây cải luôn. Anh vừa phòng đi đám nữa tao. Đám tiệc gì đây? 5 giờ nữa hả? Ừ. À,
không ngon quá. Tới đâu tới chứ nhân này không vừa nữa. Ngon quá thì đáng ít lại hả? Chơi ăn vừa hồi ăn rám để lỗ chết nha. Cái này không vừa được. Tới đâu tới, nào hết nồi cơm thôi. Thôi chị đây, cả nhà đi Úc lên. Coi, không nói đi. Mai gặp lại. Quá ngon cả nhà. Thôi thì cũng thay mặt nhóm cảm ơn cả nhà đã xem hết video của anh em nha. Bữa nay thì làm cái món này nói chung là cực kỳ ngon nha cả nhà. Ăn cơm quá tuyệt vời đúng không? Đây chiều mất kẹt đám, trong kẹt đám anh em làm bên sĩ rồi. Thôi hẹn cả nhà gặp lại trong những clip sau nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bye bye cả nhà, bye bye. Bye bye. Bye bye cả nhà.